3 ký ạ. Giờ em có cái loại 60.000 với 85.000, anh lấy loại nào? 85.000 thì thịt có nhiều hơn. Còn nhưng mà cái này em tính em 80 thôi. Không, tính em 80 thôi. 1 ký 2 300 332 332 332 thôi. Rồi tính 300 thôi. Cái hộp này đây tôi vui cho. Trời ơi, 2 muối, 2 muối vậy. 2 muối hả? Khô hả? Dạ. Hả? Tính toán luôn. À. 2 cái tim. Cô ra chỉ cần 2 muối này là đầy hộp. Đầy hộp à? Còn quá ha. Đủ tiền hả? Hai mối đó đủ tiền. Sầu riêng mà đâu cần nhiều muối, muối để nhãn gì đâu mà. À, muối cho bỏ gì luôn. Rồi, đúng. Bự chén à. Rất là ngon. Ủa em này là ship cho anh hả? Ship lại chơi. À vậy hả? Em cũng đam mê bên đó lắm mà không có. Không có một bài bây giờ không có được lại chơi đó, lại chơi. Gian dở gian lắm, không được. Nó đi đường là chơi chứ nó làm gì đâu. À vậy hả? Tưởng chưa tưởng là bán chung chứ. Không có đâu, em như đây là bán. Dạ. Tưởng em với đó là bán thôi. Dạ dạ. Ok, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình giới thiệu mọi người anh sầu riêng miền Tây. Sầu riêng miền Tây đúng không? Ok các bạn, nhưng mà bán sao em? Nửa ký 30 như là 1 ký 60 ngàn 1 ký. À, nhưng mà sầu riêng đây là miền Tây hả? À? Cơm vàng hạt lép không ạ? À? Ok, nhưng mà ở đây ở đâu ra? Miền Tây là chỗ nào? Cùng dùng nào? Bình Dương hả? À, lấy... Không, ý nói là miền Tây là em ở đâu vậy? Tiền Giang hả? À, Tiền Giang các bạn. Rồi. Một trái rất là đẹp đấy các bạn. À, trái rất là lớn luôn. Nhưng có điều là... Mình ở tỉnh nào anh? Tiền Giang hả? À, sầu riêng Tiền Giang nha các bạn. 60 ngàn 1 ký. À, cơm vàng hạt lép. À, để xem thử chờ anh khui sầu riêng quay cho mọi người xem. Ủa cái mấy giờ bán ở đây? Không giờ mấy giờ bán em? Mấy giờ bán? Bán từ sáng tới giờ, sáng sớm mà bán rồi. À, sáng sớm là đã bán rồi hả? Bán từ 10 giờ đêm. À, 10 giờ đêm các bạn. Rồi mọi người thấy không, xe này kiểu như anh ha. Cá Viên Chiên á, 7342 quận Bình Tây, Đông Bê, Bình Tân á. À. Biết không? Fan của Cá Viên Chiên hả? Đúng rồi, ở đây nè. Fan. Ủa chứ không phải bán sầu riêng hả? Dạ, à, em bán à. À vậy hả? Đây đây, đây ông chủ đây. Ủa cái này là mình lấy nhà vườn lên luôn anh. Vườn lên luôn hả? Cái này là hàng À, 60 là bánh này đúng không ạ? À, rất là đẹp. Này mình mua nguyên vườn mình trở lên. À, tức là mình mua vườn xong rồi mình hái rồi mình đem lên. À, à, à. Tới đâu cắt tới đó. À, một vườn vậy là mình phải cắt 3 lần. À, 3 lần vậy. Hai xe đi á châu. À. Ok đúng không ạ? Đây. Một trái này là mấy ký? Trái là 4 ký hơn hả? Vậy là hình như là bên sầu riêng đang bắt đầu vô mùa không anh? Không, bây giờ nó chuẩn bị nó hết khổ rồi. À. Không, giờ đang vô khổ ở miền Tây là tính vô khổ. À. Anh ăn loại nào anh? Ơi, có vị khách đây. ICB ở đây em có 2 loại 60 ngàn với 85 ngàn. Ok. Dạ. Bao ăn không? Bao ăn.
Wow. Dạ, cũng liền tại chỗ nha. À, đó, 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 quay ngọn lửa vô xem. Chỗ này là cái khu vực của gần với quốc lộ 13 nha bạn. Quốc lộ 13. À, người ta làm ở đây. Xe đậu tại chỗ luôn ha. À. Đậu tại chỗ luôn nha mọi người. Cái nào nó hơi thiếu hụt đó là tôi sẽ bán anh 80. À. Anh ăn cái mấy ký tôi lấy cho. 2 ký mấy 3 ký ạ? À. Anh lấy lợi nhiều hơn hết rồi. Đó, tiền tiêu lúc lắc lắc hả? Thử cho chính vậy hả anh? Cái đó là tiền tiêu thử cho chính vậy hả? Báo số ký rồi cái khó lấy lắm. À. Báo số ký rồi khó lấy lắm. Cái này được không anh? Không, để coi rồi. Lấy rồi tay em. Rồi, coi em cui nè, thích nhất là cui sầu riêng. Tuyệt chiêu rung lắc. Rồi cui á. Giống cui nha giống. Được chưa? Lâu lắm rồi mình mới quay lại quay sầu riêng nha các bạn. Ok. Đây mọi người. Hơn 3, hơn 3 ký một xíu. Ok nha. Sao chị? Cảm nhận như thế nào? Ok không? Hả? Sao mày muốn chồng ghi? Hỏi cái là không được không à? Dạ đâu, chưa biết cười. Dính rồi, tôi bao mà. Đấy, kia, kia. À, nghe chồng ghi này, bán mà cái chồng ghi chưa dính mà nè, tôi chết chết à. Phát sản luôn, vui không? Vui là vui thiệt. Không, không chứ. Tôi kêu hợp luôn không? Hợp luôn không? Thử muối to luôn. Ồ, có ông trợ lý hay quá. Đây nè. Wow. Cái muối sầu riêng như là như con gì vậy? Quá không biết như gì. Muối sầu riêng không biết như con gì. Muối sầu riêng. Để tôi giải cho, tôi giải nghe. À, giải như nghề hả? Nghe là hấp dẫn luôn. Anh em loại nào anh? Loại 60 hay là loại 85? 85 một tép. 85 một cũng một tép, mà 60 đúng một tép. Cơm nhiều chứ cơm ít thôi. Thì nhiều là 80 bản đó thì cơm nó nhiều vậy đó. Wow. Cơm vàng hàng lép. Cái này là ra hai hộp luôn bạn ơi. Chứ một hộp ra không hết rồi. Hai hộp luôn hả? Hai hộp luôn, một hộp cho hết nổi cái nguyên này. Wow. Một hộp chứ không khỏi đem về luôn á. Thôi ra luôn hộp. Đây. Dạ. Cái này nãy 3 ký mấy á? 3 ký 2 50. 3 ký 2 50. Ở đây qua khỏi ngã tư cầu bố chút xíu bạn. 207. Quá ngon luôn. Anh trai ăn loại nào anh trai? Loại nhiều thịt lớn thịt anh trai. Quá rồi cách kìa. Vâng, cảm ơn. Anh ăn loại nào anh? Loại 60 hay là loại 85? Cái nào cũng ngon hết, không cái nào không ngon hết. 60 là bên này chú, chọn bên này. Giờ chơi đẹp với anh em luôn nè, như đây nè, rồi bán 150 cho 80 ngàn lộn. Còn đây hầm nữa, bỏ vô tính giá khác luôn. Cái này chưa chín. Chưa
Cái này chính à. Bao khô ra hư thì tỏi gì hết đừng được. Tự nhiên đang bán sầu riêng à, đi kêu ăn cá chiên chiên. À vậy hả? Hôm nay là 150 nha. Ai đến là đến luôn. 150 đó. Bữa đó là tặng em không có tính tiền. Bữa này tặng em không có tính tiền nha. 150 rồi. Quá rồi. Thấy đóng vỏ là đi hết hồn rồi đúng không? Dạ. Tụi em bán được con đường là do đóng vỏ đó. Dạ. Đường có vỏ còn bán được là không có vỏ. Đúng rồi. Bán ở đây lâu chưa anh? Bán đây cũng gần tháng rồi. À. Ở đầu vụ tới giờ. Dạ. Ở kênh anh kênh nào ta? Kênh gì ta? Cuộc sống văn hóa ẩm thực anh. Cuộc sống gì? Văn hóa ẩm thực. Cuộc sống thanh hóa hả? Vinh vinh. Cuộc sống văn hóa ẩm thực hả? Dạ dạ dạ. Gõ liền, gõ liền, gõ liền. Mà làm cái bò này đó, phải có bò lá can nữa. Bò lá can. Bò lá can là chị mới à. Bò lá can. Bò lá can. 4 kg lô 250 ngàn. Bò lá can. Bò lá can. Bò lá can. Có chị đẹp uống sữa, ăn sầu riêng à. Quá chị đẹp, chị xeo quá chị xeo luôn rồi. 40 ngàn chứ 24. 208 rồi, tính ảnh 270 đi. Để em đứng đợi nãy giờ. Đầu ghen anh ơi. Đầu ghen gái. Hai bên này bên nào cũng ngon, mà bên đây á, thằng kia bên đây thằng ít. Khôi luôn. Giống nhau. Rồi. Hồi khư 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 rồi. Hồi xe lọt cái miếng con này nha, rồi mùi nữa nha. Đầu ghen chị cô ơi. Hồi nãy trái này nhiêu tiền? 208 đó. Rồi cô ra đi, thấy tính ông nãy rồi cô ra đi. Tính ông 250 thôi. Rồi lượm luôn. 3 hộp. Cô cái cây dao đây. Đây. Cho củi nhỏ nhỏ. Lấy cây khác đi, lấy cây khác đi. Bao ăn mà, bao ăn mà. Rồi xíu. Lấy cái khác đi. Lấy cái hộp đóng lại, lấy cái khác đi. Ừ, thấy chưa? Không ai lấy bên đây đi, để tôi lấy nha. Bao ăn mà, phải như vậy các bạn. Để đi lấy cái mai ăn, để tôi lấy đầu cho, lấy cho này. Cái thùng mình đập lại. Lấy cho em bé đó với anh kia để tôi lấy cho, Ơi, các bạn. Em ơi, bé mày lỡ mà. Lỡ rồi. Bây giờ trái này là tôi bán 85 ngàn, trái này tính 80 ngàn, trái này xấu da nhưng mà vẫn bao ngon bình thường đó, giống như trái mới rồi mấy trăm ngàn là được rồi. Cô đi đừng có hơi là được rồi, tôi bao ngon mà, có gì tôi xin bỏ tôi chịu 5 kg. Có gì tôi chịu mà lo gì. Nè, cấp bây giờ đông nha. Nó lựa trúng cái gì không không? Cái nào bị cháy nước vậy ta? Đi lên xe luôn á các bạn. Tới giờ. Từ người nghe, để lâu quá làm kịp nha. Bước ra mày, bước ra đi. Không quá làm không kịp, từ người đi. Lấy cái hộp ra đây.
bảy. Cái này 2 kg là vui ha. 2 kg là 170. Xe vui. Đây là cô đây là đầu tiên đó ghét. Đợi xíu nha con. Đợi xíu nha. Đông quá à. Vui sầu riêng cũng là một nghệ thuật á. Hồng trái là sao? Hồng trái này vừa nhỏ nhỏ mà đẹp. Đúng không? Được. Đâu phải đâu mà do nó cháy muối. Nắng nóng nó cháy muối. Được mấy muối ta? Cái này được mấy muối? 3 muối rưỡi. 3 muối. Một quả trái trái. Một quả trái rồi, trái nào cũng chín này rồi, sao trái nào cũng to hết nha. Bây giờ em kêu cái đó là cái gì? Cho nó cái đó. Cái nào? Cái này cũng cháy nè. Cái này cũng cháy mà cháy nhẹ. Chưa? Cái hộp này. Cái hộp cháy 3 kg. Ăn liền. Rồi rồi rồi, cho nó liền. Có tiền rồi bây. 3 kg. Rồi rồi rồi. Này khó quay quá. Đây quay từ phía bên này cho các bạn xem này. Đi qua phía bên này quay khu trò riêng này các bạn. Đó. Quay lắm trò riêng kìa, quay lắm nhỏ kìa. Vậy người ta mua đông vui. Này là nó nằm gần với trạm thu phí đó các bạn. Vô. Cái này là. Để họ bớt tiền lên cho đi xanh đi. Tôi mua bán sòng phẳng mà. Cái này to. Nhiều sự lựa chọn mà. Trời ơi, trái bự trái nhỏ thiếu gì sao được. Dở ra cái trái này cũng không nè. Không, trái này người ta bự quá. Bán từ người nghe, bán từ người nghe, để lộn nghe. Lấy hộp đi tử ơi, lấy hộp đi tử ơi. Xôm tụ liền thấy chưa, xôm tụ liền thấy chưa. Bây giờ đang vừa tăng tầm á mọi người. Sầu riêng miền Tây là bao anh. Bao anh là khu liền thay chỗ. Hư hao sự lạc gì bao tắc tạc. Tốt tụt tụt. Ok đúng không? Nhưng mà nó bị đâu đi tại mùa nắng. Không có gã rồi xong rồi. Má cái này muối nhiều ghê trời. Cái này đựng 2 hộp luôn, 2 hộp không hết nữa. Mỗi lần mình lên là mấy tấn tấn anh? Cái xe này chở được mấy tấn? Mỗi lần lên 2 tấn rưỡi. 2 tấn rưỡi hả? Mà chia ra bán nhiều nơi chứ không phải là rồi. Ở đâu nữa? Nó ở trên thành phố mới. Ở trong xe thành phố mới có xe là nguyên y gì luôn nè. Rồi ngay chỗ vợ tôi bán, anh có gì nào đi lên đó anh quay dần. Bên ngay chỗ bên to nhất xe bình trong Nam Á luôn á. Đúng rồi. Ngay chỗ sau tòa nhà đúng không? Sau tòa tháp đôi á hả? Chỗ nhà thờ đó, kế nhà thờ đó. Ở dưới chợ lên để bán. Rồi biết rồi. Không phải thành phố mới, thành phố Thủ Dầu Một. Ngay chỗ nhà thờ Phú gì? Dân Lý á. Rồi biết rồi. Okay. Biết không? Biết. Anh thấy cái xe sầu riêng mà có cái bảng giống như của tôi. Y vậy luôn. Y chang luôn. Nhưng mà lâu lâu mình mới bán hay là cứ? Không, tôi bán quanh năm anh. Quanh năm luôn hả? Nhà vườn cho nó là. Tính ăn tròn, tính 40 người, có 15 ngàn. Đây. Nhưng mà ông đâu thử cái rồi là
ăn là ghiền không? Không có rồi. Ủa hai mai nó đi chung hả? À nãy giờ tôi thấy ông không ngồi đợi không à. Ở đây là có hai muối rồi nha chú ơi. Vẫn ngon như thường, cứ lấy vẫn ngon như thường. Rồi 185 ngàn. À, tí lô một. Đêm. Vui luôn nha chú. Vui. Ok. Bao cái vụ sượng nổi luôn. Thôi nhảy. Anh đi quay vậy có anh có cái số điện thoại. Có chứ. Có, tôi vô tấp là thấy à, đang vừa thấy à. Nó để cho được lên nha. À. Ok đúng không? Diệt đúng không? Bước 3 ngày được không? Bước 3 ngày được không? Bước 3 ngày được. bớt 10 ngàn cũng được, 3 ngàn. Bớt 3 ngàn bình thường mà, trời nãy tôi bớt mấy chục ngàn nữa. Chứ là chủ yếu là bán là kiếm cơm thôi chứ không phải là mặt giàu đâu.